Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tức, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trận về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân xỉu, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày xỉu, lục hợp với tí, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, sông với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, gồm sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức, tốt mọi việc, sao phổ hộ, hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nhân cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp thủy cục, cái điều này mang đến nhân duyên tốt đẹp cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Ngày này đối với những ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng có được sự hòa thuận giúp cho bạn mệnh luôn vui vẻ hạnh phúc và thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc của mình trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này bạn tuổi Tý những bạn đang còn độc thân thì có được ông Tơ Bà Nguyệt chia duyên dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình bạn mệnh tuổi Tý không quá khắt khe với bản thân mình cũng như là đối phương thực sự dùng tình yêu tình cảm để giành lấy tình yêu cho mình tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cảnh báo về họa tiểu nhân sắp tới và bà tuổi Tý bạn nên thận trọng khi kết giao với những người tuổi Tân Mùi tuổi kỵ Mùi trong ngày hôm nay không phải điều gì nhìn bên ngoài cũng giống như trong suy nghĩ của chúng ta nhưng với bà tuổi tí, dù có phát hiện ra kẻ tiểu nhân hạm hại mình đi chăng nữa, thì bà tuổi tí cũng cần phải bình tĩnh và biết cân nhắc trước sau cho kỹ càng. Giờ chưa phải là lúc để cho bạn lật ngựa ván bài. Hãy chờ đợi tới thời cơ thích hợp, lúc đó tất cả sẽ được rõ ràng. Vai tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, nhân duyên tốt đẹp, vợ chồng yêu thương nhau thám thiết. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, gặp nhiều chuyện may mắn, công việc dù có khó khăn, cũng dễ dàng vượt qua. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tình duyên vượng sắc, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp với mình. Từ vi tuổi canh tí thuộc thổ họa tiểu nhân điêu bám nên sáng suốt nhìn người và nhìn đời tử vi tuổi nhân tí thuộc mộc bình tĩnh chờ thời cơ đừng nên chủ quan nóng vội kẹo lệ hỏng việc về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cách vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày Noel này đang được thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bà tuổi Sửu muôn phần vượng phát như được trải thảm hoa hồng, đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán sẽ đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà như nước. Ngày này đối với bà tuổi Sửu có thể sẽ được cấp trên khiên ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào đi chăng nữa, với bà tuổi Sửu, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng, nhụt chí về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này đang có được báo hiệu tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hài hòa và bạn tuổi Sửu luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn sâu vào vấn đề để tìm cách giải quyết ngay khi hai bên xảy ra những mâu thuẫn. Do đó, người ấy dù có giận dỗi đến đâu đi chăng nữa cũng nhanh chóng mềm lòng vì sự tinh tế, khéo léo của bạn tuổi Sửu. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu lại đang gặp ngày của thổ khí vượng báo hiệu về những vấn đề sức khỏe của bạn có thể xảy ra không được tốt bạn mệnh cần phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc chứ tham công tiếc việc mà bỏ bữa dễ gặp bệnh về tiêu hóa và đặc biệt trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu xuất hành thì gặp được quý nhân phù trợ buôn bán gặp thời buôn may bán đắt mọi việc đều tốt cầu tài lộc đều được như ý và bạn đừng quên nếu xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần, hướng tây nam để tăng thêm tài lộc cho mình và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim đường công danh hanh thông tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ gặp vấn đề về sức khỏe nên chú ý chăm sóc bản thân tốt hơn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nỗ lực hết mình được cấp trên tin tưởng và trọng dụng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ chuyện gì cũng có cách giải quyết nên hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng hòa hợp gia đạo êm ấm. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy tất cả những công việc mà bạn tuổi dần làm trong ngày hôm nay đều nhận được sự đánh giá cao của cấp trên cũng như là ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp do đó bạn mệnh tuổi dần rất có khả năng được thăng tín vào những ngày hôm sau. Ngày này với bạn tuổi dần, hỷ thần và tài thần nằm ở hướng Tây Nam. Nếu như bạn ra ngoài trong ngày hôm nay thì cần phải chú ý điều này. May mắn sẽ luôn ở bên bạn, giúp cho bạn tuổi dần gặp gỡ đối tác được suôn sẻ, ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế cao cho công ty. Tuy nhiên, trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này đối với bà tuổi dần, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn, khiến cho niềm vui trong ngày của bạn tuổi dần không được trọn vẹn. Ngày này với bạn tuổi dần đang gặp ngày thổ mộc tương xung, người ấy không đủ tin tưởng vào tình cảm mà bạn dành cho họ. Bạn mạnh tuổi dần nên dành chút thời gian tìm hiểu xem có phải bạn đang làm gì khiến cho người ta thiếu cảm giác an toàn. Nếu như bản thân bạn là người có lỗi thì bạn nên thành tâm sửa sai để nhận được sự tha thứ từ nửa kia. Bù lại, trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng, tài lộc ầm ầm, lộc khổ thiêu chân nữa vài tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa mau thuận bùng nổ vợ chồng dễ tranh cãi nên tự biết kiềm chế cảm xúc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ thiếu sự thấu hiểu và hòa hợp vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu đừng lúc nào cũng chỉ biết đến công việc tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim may mắn đồng hành tài lộc trong tầm tay Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão trong ngày này đã gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên bà tuổi Mão dễ dàng hóa giải được những khó khăn, trở ngại trước mắt. Bạn mạnh khéo léo lợi dụng những ưu thế của mình đang có để mở rộng vòng vây, vươn lên, tạo sự đột phá, khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ về bạn và với bà tuổi mão dù có khó khăn trở ngại như thế nào đi chăng nữa với một tâm thế là con nhất, bạn tuổi mão không để sự tiêu cực ảnh hưởng tới những suy nghĩ và hành động của mình cứ cố gắng như thế bạn sẽ nằm trong top những con giáp thành công trong năm 2020-2021 sắp tới tuy nhiên đường tình duyên của bạn tuổi mão trong ngày noel 24 tháng 12 năm 2020 này lại đang có điểm báo gặp nhiều trắc trở lận đận bởi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mộc thổ xung khắc khiến cho những cặp đôi không ngừng tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt không đáng có dù sau đó hai bạn đều cảm thấy hối hận vì những phút bốc đồng nhưng tổn thương là không thể chia giấu được và ngày này đối với bà tuổi mão, bạn nên chú ý khi tiếp xúc với tuổi tân mùi và tuổi kỷ mùi có thể là tai họa đối với bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mão, hãy tin tưởng vào nửa kia của mình, đừng có vội nghe lời người ngoài mà về nhà lại châm lửa đốt nhà mình. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, lòng tin là vô cùng quan trọng, sẽ giúp cho bạn vượt qua mọi nguy nan, vươn tới thành công, từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, hãy quyết tâm đi theo con đường đã chọn, đừng vì người này người kia góp ý mà do dự, đánh mất sự quyết đoán vốn có của mình. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, tình duyên lận đận nên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm và quan tâm người ấy nhiều hơn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc buông tay một lần là buông tay cả đời. Bạn hãy nhớ lý do vì sao hai bạn bắt đầu và duy trì được đến bây giờ từ vi tuổi quý mão thuộc kim quý nhân phù trợ dễ dàng hóa giải được những khó khăn trở ngại trong cuộc sống và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi hợi, tuổi mùi. Từ về tuổi thìn thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay đang có điểm báo xuống dốc trầm trọng ngày này với bạn tuổi thìn đang gặp ngày cũng cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên bạn tuổi thìn đang có điểm báo tiểu nhân phá hoại bản mệnh làm gì cũng nên phải thận trọng nhất là trong chuyện tình cảm những lời đồn đại thị phi có thể sẽ khiến cho đôi lứa bên nhau này phải lìa xa và bạn mệnh tuổi thìn cần phải vững lòng trước những tin đồn thổi do kẻ tiểu nhân đơm đặt đừng để chúng làm ảnh hưởng tới tình cảm lứa đôi mà bản thân mình phải gục ngã. Công việc của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này không được như ý khi bạn đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Bạn tuổi thìn đang thiếu tập trung để cho những chuyện cá nhân, riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Do đó, trong ngày này với bạn tuổi thìn rất dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không thể giải quyết êm đẹp. Nếu như bạn tuổi thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình trong ngày này thì có thể sẽ phải hối hận về sau này. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công danh không được như ý, dễ bị tiểu nhân ngáng trở làm hại. Từ vi tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, họa thị phi tới gần nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hành động. Từ vi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình cảm đôi lứa nhạt phai nên dành thời gian chăm chút cho cây tình yêu nhiều hơn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn bị nhắc nhở, chê trách. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy dễ bị kẻ thứ ba chiên ngang phá hoại hạnh phúc gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên bạn tuổi tỵ trong ngày no yên này có được nhiều thuận lợi và sự như ý công việc của bạn đang tiến triển rất tốt vì thế mà bạn tuổi tỵ hãy sắp xếp thời gian cân bằng cuộc sống của mình cả trong chuyện tình cảm lẫn công việc trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này, con đường tình duyên của bạn tuổi tỵ được khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, giúp cho những ai đã có đôi có cặp thì có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì bạn hãy siêng năng ra ngoài, tạo mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Đừng có lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu người bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ. Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy bà tuổi tỵ đang có điểm báo họa phá tài sẽ ảnh hưởng nhiều đến núi tiền túi tiền của bạn trong ngày hôm nay. Và hôm nay, tài thần và hỷ thần nằm ở hướng Tây Nam. Nếu như bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay xuất hành đi xa thì hãy nên xuất hành theo hướng này. Lên chỗ thắp hương, cúng bái để cầu lộc cho mình cũng rất tốt. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình duyên như ý, đào hoa nở rộ, dễ nên duyên vợ chồng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, công việc đi đúng lộ tình tài lộc ào ào đổ về túi. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên học cách cân bằng, đừng lúc nào cũng tạo sự bận rộn, chẳng có thời gian riêng cho mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cẩn thận túi tiền cân nhắc chi tiêu cho hợp lý từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hy sinh vì sự nghiệp mà quên đi quan tâm tới người mình yêu thương là sai lầm về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim xuất hiện cho thấy bạn tuổi ngọ khá chi là quyết đoán trong công việc có chính kiến riêng của mình cũng nhờ thế mà bạn mệnh tuổi ngọ được cấp trên đánh giá cao và trao cho nhiều trọng trách quan trọng hơn nữa. Và với bạn tuổi ngọ nằm trong top những con giáp tài năng, bạn tuổi ngọ biết mình cần gì, muốn gì, tự đặt ra mục tiêu cho mình và đạt được những thành công vang dội. Điều này giúp cho bạn tuổi ngọ có được sự hào hứng, sẵn sàng phát thảo những kế hoạch tiếp theo để không uổng phí tài năng của mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, xỉu ngọ tương hại, cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại dễ nội nóng, tâm tính thay đổi thất thường, ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ giữa bạn và người ấy, khiến cho chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày Noel này không được trọn vẹn cho lắm. Bạn mạnh tuổi ngọ cần phải học cách kìm chế cảm xúc, đừng lúc nào cũng để cho người ấy phải chịu tổn thương và buồn phiền nhiều như thế. Tình cảm có thể lớn lên với điều kiện được giải công vun đắp theo ngày tháng. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, bạn lĩnh, quyết đoán, đem đến nhiều thành công trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm không đi đến đâu bởi cả hai không chịu thấu hiểu và chia sẻ với đối phương. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, muốn tình yêu vững bền, cần phải có lòng tin với nhau. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, biết phát huy sở trường của bản thân, vượng tin tạo dựng thành công. Từ vi tuổi nham ngọ thuộc mộc, có những chuyện không thể vội vàng, hãy tĩnh tâm và lắng động suy nghĩ, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều hay. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là ngày này đối với bà tuổi mùi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh Dự báo bạn tuổi mùi sẽ đốn nhiều tài lộc về tay mình trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những ai đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán thì càng có khả năng phát tài phát lộc, lợi nhuận bùng nổ đến nhiều người ngưỡng mộ nữa luôn. Một số bạn tuổi mùi có thể sẽ đi công tác xa vào ngày hôm nay để giải quyết công việc. Tuy nhiên, bạn mệnh không cần phải có lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra suôn sẻ lợi với bạn. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này lại không được như ý muốn. Với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, xỉu mùi tương sâu ngáng trở khiến cho bạn tuổi mùi phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm và bạn tuổi mùi không dám nhận sai khiến cho đối phương bực tức khó chịu và nhiều nhất chính là sự thất vọng. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn đang gặp ngày có hỷ thần và tài thần ở hướng Tây Nam. Cái điều này cho thấy nếu như bạn tuổi mùi muốn gắn kết mối quan hệ thì hãy chọn một hướng xuất hành đi về hướng này. Không quan trọng là đi gần hay là đi xa, chỉ cần hai trái tim ở gần nhau và hướng về nhau là đủ. Và từ về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên không phải lúc nào cũng tốt đẹp như mong muốn nên biết tự điều chỉnh bản thân mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kinh doanh phát đạt tài lộc liền tay tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa có sai hãy biết nhận lỗi và sửa đổi giấu diếm chỉ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ sự nghiệp đạt được nhiều bước tín nên tận dụng cơ hội để được thăng tín từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc thỉnh thoảng hãy hâm nóng tình cảm nhân duyên sẽ được bền vững và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này mang đến cho bà tuổi Thân một ngày có được nhân duyên rất chi là tốt. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội gặp gỡ thêm với những người khác phái qua những buổi tiệc sum vầy cùng bạn bè hoặc là mai mối của những người thân. Và với bạn tuổi thân, nếu như bạn cảm thấy tương hợp trong tính cách, hai bạn có thể tính tới chuyện đi xa hơn. Đôi khi, chúng ta đặt ra có nhiều tiêu chuẩn về việc lựa chọn bạn đời của mình nâng lên đặt xuống nhiều lần, thành ra lại loại bỏ qua những người thật sự quan tâm và yêu thương mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, bà lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh giúp cho tình hình tài chính của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay rất chi là khả con có thể bạn sẽ nhận được một khoản từ sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để chi tiêu cho nhu cầu học hành hay là cuộc sống của mình. Điều này giúp cho bà tuổi thân trong rạng rỡ hơn hẳn. Tuy nhiên, với bà tuổi thân, bạn cũng nên học cách tự lập, tự lô liệu cho cuộc sống của mình, chứ không thể phụ thuộc mãi vào sự giúp đỡ của người khác như thế được. Và với bà tuổi thân trong ngày hôm nay, rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, mở kho, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Và bạn đừng quên nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là tài thần và hỷ thần hướng Tây Nam để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có thể sẽ gặp được những khoản hỗ trợ thêm tiền bạc được rụng rỉnh. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa vượng về nhân duyên sẽ gặp được đối tượng phù hợp. Từ vi tuổi nham thân, thuộc thổ, tài chính khả con, hãy tự thưởng cho mình một ngày chi tiêu, ăn uống thoải mái. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, hãy để trái tim lên tiếng, khi con tim cùng chung nhịp đập, mọi rào cản, sẽ được xóa bỏ. Từ vi tuổi nham thân, thuộc kim, có nhiều vấn đề không thể vội vàng, người khôn ngoan là người biết chờ và chớp cơ hội đúng lúc. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu đón tin vui tới tấp trong ngày hôm nay khi mà đôi lứa đã không còn bất kỳ hoài nghi nào về tình cảm của nhau mong muốn được về chung một nhà nữa rồi trong ngày này với bạn tuổi Dậu những cặp vợ chồng chung sống với nhau trong suốt thời gian vừa co thì dần dần tìm thấy được tiếng nói chung khi giải quyết những vấn đề lớn của gia đình vợ chồng đồng tâm đồng lòng sức mạnh có được tất biến những điều không thể thành có thể. Và trong công việc của bạn tuổi Dậu ngày thứ năm này, với bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn hãy tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mà mình đã chọn, thành công không còn xa với bạn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dậu, cũng đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh càng góp phần tô thêm điểm thêm màu rực rỡ cho bạn tuổi dậu ngày hôm nay khi tin vui về tài lộc liên tiếp kéo đến rất có thể với bạn mệnh tuổi dậu sẽ trúng số độc đắc hoặc là nhận được những khoản tiền thưởng món quà bất ngờ nữa luôn và với bạn tuổi dậu trong ngày này đi xa thì gặp được người có quý nhân giúp đỡ có tài có danh tín, có tin vui trong gia đạo về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, may mắn đến không ngừng, hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội để làm giàu. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, công việc gặp nhiều may mắn, dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, thành công rực rỡ, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, nếu đã yêu và hiểu thì đừng có chần chừ nhanh tay hành động. Tử vi tuổi quý dậu Kim, trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi mới nuối tiếc. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi, cho nên bạn mệnh tuổi tuất đang có điểm báo vận trình của mình không được suôn sẻ cho lắm. Và với bạn tuổi tuất cần phải bình tĩnh, sáng suốt hơn trước những hành động của mình. Sự tự tin thái quá có thể sẽ khiến cho bạn tuổi tuất phải trả giá khá chi là đắt trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi tuất trong ngày này, tiền bạc của bạn không cánh mà bay, những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc của bạn tuổi tuất càng ngày càng tiêu hao. Và ngày này đối với bạn tuổi tuất, tài thần và hỷ thần nằm ở hướng Tây Nam, nếu như bạn có chuyến đi về hướng này thì giúp cho bạn có thể cứu vãn được tình hình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thương quan ngáng trở, tô thêm bức tranh ảm đạm cho bạn tuổi Tuất trong ngày Noel này về phương diện tình cảm của bạn. Nửa kia bỗng trở nên lạnh nhạt, xa cách bạn, khiến cho bạn không khỏi chạy lòng. Và với bạn tuổi Tuất, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cho những câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu vô định. Có lẽ người ấy có những chuyện khó nói cần một khoảng thời gian để tỉnh tâm trở lại. Hãy cố gắng thấu hiểu và bao dung cho họ bạn tuổi tuất nhé. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ đừng tự cho mình là đúng, chân thành lắng nghe sự góp ý của mọi người mới giúp cho bạn tín bộ hơn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, cơ hội thăng quan tiến chức đến gần, hãy thể hiện tối đa năng lực của bản thân mình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, dành cho nhau những khoảng không gian tự do riêng và là điều cần thiết trong tình yêu. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tiền bạc không được như ý nên cẩn trọng trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy cần bình tĩnh và sáng suốt khi đối mặt với những khó khăn, thách thức. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện hợi xỉu tương hội sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn tuổi hợi trong ngày này có phần được khởi sắc hơn. Và với bạn tuổi hợi, những bạn đang còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình cùng với đối phương viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thú vị trong ngày Noel này. Ngày này, đối với những bạn đã kết hôn rồi, Tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc nhưng có thể vẫn cần tới sự đề phòng, cảnh giác để bảo vệ những gì mình đang có. Với bạn tuổi hợi, trong ngày này cần phải chú ý tới người tuổi tân mùi và tuổi kỵ mùi trong ngày hôm nay. Tốt nhất là không nên tiếp xúc là hơn, biết đâu những lời chọc gậy bánh xia từ những người này sẽ khiến cho vợ chồng của bạn lại có những xích mích bất hòa với nhau hoa nở rồi lại tàn, đời người cũng không tránh khỏi được quy luật sinh lão bệnh tử. Vì thế, trong ngày hôm nay với bạn tuổi hợi đang gặp ngày của thủy thổ tương khắc, bạn tuổi hợi nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Cơ thể của bạn có vẻ đang uể oải và mệt mỏi lắm rồi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa quý nhân giúp sức rất chi là nhiều, công việc của bạn được hanh thông thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần biết bảo vệ và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chớ để sau này mới thấy núi tiếc. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, đừng để chuyện cá nhân xiên vào công việc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đề phòng có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ đang hạnh phúc của bạn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sức khỏe là vốn quý của con người, đừng vì tham công tiếc việc mà lơ là bản thân và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại